Trà Ca Ve, Kiều Thanh của phim Phía Trước Là Bầu Trời giờ ra sao sau scandal chung chồng? Diễn viên Kiều Thanh nổi tiếng nhất với vai Trà Ca Ve trong phim Phía Trước Là Bầu Trời cách đây 21 năm. Sau đó, cô gây sốc khi nói thật với khán giả chuyện chung chồng. Sau scandal này, cuộc sống của nữ diễn viên ra sao? Nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh, tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1981 tại Hà Nội. Kiều Thanh nổi tiếng và được biết đến rộng rãi qua vai diễn Trà Ca Ve trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải ra mắt vào năm 2001. Và năm 2019, cô đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn Kiều Dung trong bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái sau một thời gian vắng bóng của mình. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện Kiều Thanh đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Kiều Thanh đóng đinh với vai Trà Ca Ve và sự nghiệp khó bật sáng. Kiều Thanh bén sân phim truyền hình với vai diễn đầu tiên là Trà Ca Ve trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Cũng chính từ bộ phim này, cô đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đồng thời tên tuổi của cô cũng trở nên nổi tiếng. Chính nhờ vai diễn quá thành công này, Kiều Thanh đã bị gắn luôn mác Trà Ca Ve và được Donny đóng giày trong tuyến nhân vật gái làng chơi, giang hồ, bà trùm ma túy. Sau phim Phía Trước Là Bầu Trời, cô còn tham gia một số bộ phim truyền hình khác như Dòng Sông Phẳng Lặng, Khi Đàn Chim Trở Về, Những Giấc Mơ Dài, Hai Phía Chân Trời, Cảnh Sát Hình Sự, nhưng chưa có vai diễn nào được chú ý như vai Trà. Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng thừa nhận, ban đầu đây là một vai phụ khá mờ nhạt. Thế nhưng, vì diễn xuất tuyệt vời của Kiều Thanh mà ekip quyết định đắp da đắp thịt thêm cho nhân vật này, khiến nó trở nên dày dặn và ấn tượng hơn. Những năm gần đây, Kiều Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh. Cô chọn lối sống ở ẩn và tránh xa những hào quang showbiz. Nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, nhưng sự mất tích quá sớm của Kiều Thanh khiến nhiều người đặt ra những nghi vấn. Một thời gian sau, Kiều Thanh xuất hiện bên con trai và danh tính bố đứa trẻ vẫn luôn được nhiều người tò mò nhất. Scandal chung chồng và cuộc sống hiện tại. Kiều Thanh vướng phải lùm xùm là người thứ ba chấp nhận sống chung chồng vào một sự kiện của VFC cách đây 3 năm. Giấu kín danh tính bố của con trai nhiều năm, nhưng tại cuộc họp báo năm ấy, cô lại chia sẻ khiến mạng xã hội tranh cãi. Kiều Thanh tiết lộ, tôi từng mặc áo dài, chữ hỷ ra mắt nhà chồng và chụp ảnh chung với chị vợ cả, nhưng tôi chưa công bố. Với tôi, đám cưới là để dành cho cha mẹ, gia đình, họ hàng hai bên. Còn tôi không quan trọng điều đó. Điều mà tôi cần là cuộc sống vợ chồng thế nào. Mọi người nói tôi là mẹ đơn thân, nhưng thật ra tôi vẫn sống cùng cha đứa bé từ ngày đó đến giờ và vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Theo lời kể của chính Kiều Thanh, người bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó. Mối quan hệ hiện tại của cô và vợ cả cùng hai con riêng đều tốt đẹp. Họ thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau, thậm chí tặng quà. Lời kể của Kiều Thanh khiến khán giả bị sốc và khó đồng cảm. Sau khi phim ngừng phát sóng thì Kiều Thanh cũng mất tích khỏi làng phim. Cô hiện tại sống cực kỳ kín tiếng về đời tư lẫn sự nghiệp. Nói về lý do không còn xuất hiện sau scandal, Kiều Thanh trải lòng. Những năm qua tôi ở nhà và hạnh phúc với công việc là bà nội trợ vui vẻ. Với lại chồng tôi cũng không được khỏe. Tôi lui về chăm sóc chồng cũng như tu tập. Tôi giác ngộ đạo Phật từ khi còn rất nhỏ. Một thời gian tôi theo hầu thánh, nhưng rồi tôi xin gác lại mũ áo để theo Phật. Càng tu tập, tôi càng thấy con người mình hiểu biết hơn, cuộc sống an nhiên hơn. Nói về việc bị khán giả chỉ trích chuyện thừa nhận sống chung chồng, thái độ Kiều Thanh bình thản. Cô cho hay, mình phải cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quan tâm đến chuyện riêng tư của gia đình cô. Kiều Thanh cũng hứa hẹn với khán giả rằng cô sẽ trở lại trong năm nay. Cô Trà Ca Ve nói, hiện tại tôi đã ổn định được cuộc sống gia đình. Năm nay tôi phải quay trở lại với công việc. Với lại, sau khi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng mất, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó.
tôi coi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng như người cha, người thầy của mình. Ông từng nói với tôi, chưa ai làm ông thức trắng một đêm để nghĩ như tôi, nghĩ làm sao giữ được tôi trong nghệ thuật. Tôi quyết tâm quay trở lại công việc, cũng vì không muốn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng thất vọng về mình. Dù quay trở lại nghệ thuật, nhưng diễn viên Kiều Thanh vẫn muốn là người phụ nữ của gia đình. Cô trải lòng, nếu dành hết đam mê cho nghệ thuật, tôi phải hy sinh gia đình. Khán giả có đi theo tôi đến hết cuộc đời không? Tôi phấn đấu làm ngôi sao trong lòng người thân, còn ngôi sao trong lòng công chúng, nhiều lúc tôi thấy cô đơn lắm. Hiện tại, Kiều Thanh công tác tại nhà hát kịch Hà Nội. Cô vẫn xuất hiện trên sân khấu, dù vắng bóng ở lĩnh vực phim truyền hình. Nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, từ chùm của màn ảnh Việt đến Mợ 13, thở thôi cũng thấy ghét ở Đừng bắt em phải quên. Kiều Anh sinh năm 1975, là nữ diễn viên người Việt Nam. Cô được biết đến qua các phim như Sóng ở đáy sông, năm 2000, Những ngọn nến trong đêm, năm 2002, Những giấc mơ dài, 2004, Ma làng, 2007. Kim Oanh nổi tiếng là nữ diễn viên chuyên vào các vai phản diện. Diễn viên Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh. Cô từng học khóa diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1995. Ra trường làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Từ năm 2007 đến nay, chị làm biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, phòng sân khấu, ban văn nghệ. Hiện chị theo học khoa đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 2012, qua những nỗ lực cũng như sự cống hiến trong nghệ thuật ở Nhà hát Tuổi Trẻ, chị vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2013, nhờ vào dựng vở bên phòng sân khấu ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, chị được nhận giải thưởng Liên hoan Truyền hình Toàn quốc. Đời tư là người sống có nguyên tắc và thẳng thắn, đồng thời về cuộc sống riêng tư, chị cũng là một người khá kín tiếng. Chỉ biết chị đang sống rất hạnh phúc bên người chồng làm bên đài truyền hình của mình. Cô từng là học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Một thầy giáo ở trường từng dạy cô cho biết. Hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh được khán giả biết đến và yêu mến nhờ một gia tài với những vai diễn đanh đá, chua ngoa trên màn ảnh nhỏ. Sau bao tháng năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh vẫn khiến khán giả phải tâm phục khẩu phục vì lần tái xuất đầy ấn tượng của mình trong bộ phim Đừng bắt em phải quên. Vẫn là đôi mắt sắc lẹm đi kèm với nụ cười bán nước hại dân như thuở nào, nhưng thần thái của nữ diễn viên Sóng ở đáy sông này đã vọt lên một tầm cao mới. Được biết đến với danh hiệu bà trùm vai ác của màn ảnh Việt, mấy ai biết được rằng nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh lại có những cống hiến âm thầm và cuộc sống hôn nhân vô cùng kín tiếng. Nữ diễn viên chuyên trị những vai phụ nữ phản trắc trên màn ảnh nhỏ. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, người ta sẽ nhớ ngay đến một loạt các vai diễn phản diện đặc biệt đanh đá của cô như Mây trong Sóng ở đáy sông, Tuyết trong Những ngọn nến trong đêm, Ló trong Ma làng, và gần đây nhất là Mợ Tiểu Tam, Linh trong Đừng bắt em phải quên. Chính nữ diễn viên cũng từng chia sẻ vui rằng đố có đạo diễn nào dám mời cô đóng vai hiền lành bởi cô sở hữu một ngoại hình, nhìn thôi đã thấy đanh đá rồi. Bà trùm vai ác nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh có xuất phát điểm là một nghệ sĩ sân khấu. Cô từng học khóa diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1995. Ra trường làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ cho đến khi nổi tiếng dần dần bằng vai cô Mây trong Sóng ở đáy sông năm 2000. Sau đó, nữ diễn viên càng minh chứng cho mọi người thấy mối duyên lành của mình với màn ảnh nhỏ khi liên tiếp vào vai những người phụ nữ phản trắc trong các bộ phim truyền hình đình đám. Có lẽ vì đã được đóng đinh vào những vai đanh đá nên khi hay tin nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh tái xuất trong bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên, khán giả ngay lập tức đoán ra rằng đó sẽ tiếp tục là một vai phản diện của cô. Tuy khán giả đã đoán đúng, nhưng có lẽ ai trong số chúng ta cũng phải bất ngờ vì độ ác của nhân vật trong phim lần này được nữ diễn viên đưa lên hàng nghệ thuật. Nữ diễn viên vướng nhiều thị phi trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sự nghiệp và cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh cũng vướng đầy thị phi như chính những vai diễn của cô vậy.
Gần đây nhất khi xuất hiện trong game show Gương Mặt Thân Quen với vị trí ban giám khảo, nữ diễn viên đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng. Người ném đá vì cho rằng cô không đủ khả năng để ở kèo trên với các nghệ sĩ. Người lại chỉ trích vì nữ diễn viên quá thẳng thắn đến mức vô duyên trên sóng truyền hình. Ngoài ra, nữ diễn viên Sóng Ở Đáy Sông còn vướng phải scandal đong đưa Xuân Bắc khiến vợ của danh hài ra mặt mỉa mai cô trên mạng xã hội. Trước những tin đồn thất thiệt về mình, nghệ sĩ ưu tú Kim Anh không ngại thẳng thắn chia sẻ rằng những người xúc phạm tới danh dự của cô sẽ phải chịu sự trừng trị đích đáng trước pháp luật. Những cống hiến âm thầm cho nhà hát Tuổi Trẻ và cuộc hôn nhân êm đềm kín tiếng. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú chính là câu trả lời xác đáng nhất để nghệ sĩ ưu tú Kim Anh chấm dứt những hồ nghi không đáng có mà khán giả đã và đang dành cho mình. Không chỉ là bà trùm trên màn ảnh nhỏ, cô còn là cái tên sừng sỏ trong làng sân khấu. Sở hữu một gia tài những vai diễn ấn tượng, hơn 20 năm gắn bó với nhà hát Tuổi Trẻ, cùng 10 năm làm biên tập viên đài truyền hình Việt Nam, nữ diễn viên đã được nhà nước trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với những công hiến không ngừng nghỉ của mình. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân êm đềm, kín tiếng với ông xã làm chung đài truyền hình. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình mình trên mạng xã hội, nhưng luôn thể hiện rằng bản thân luôn hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có. Ở tuổi U50, nghệ sĩ ưu tú Kim Anh vẫn xinh đẹp, quyến rũ như tuổi đôi mươi vì bí quyết lấy sự lạc quan làm niềm vui sống của mình. Sắc vóc U50 nóng bỏng và quan niệm tình yêu khiến fan gật gù. Không chỉ giỏi nghề với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Kim Anh còn được đánh giá là một trong những diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Ở tuổi 47, nữ nghệ sĩ vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi vóc dáng quyến rũ, săn chắc, không chút mỡ thừa. Bí quyết giúp chị giữ thân hình cân đối, khỏe khoắn là chăm chỉ luyện tập thể thao. Một năm trở lại đây, Kim Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh chị chơi golf cùng hội bạn bè thân thiết. Chị cũng dành nhiều thời gian thư giãn bằng cách đọc sách, nhất là những cuốn nói về nghề đạo diễn, sân khấu kịch. Được khán giả nhớ mặt nhớ tên mỗi lần xuất hiện, nhưng Kim Anh lại cực kỳ kín tiếng về đời tư. Từng có nhiều lời đồn đoán rằng nữ nghệ sĩ có ông xã làm chung đài truyền hình. Tuy nhiên, Kim Anh cho biết chị đang sống độc thân và hài lòng khi được làm mọi việc mình thích mà không phải lo nghĩ cho người khác. Nói thêm lý do vẫn lẻ bóng ở tuổi U50, Kim Anh cho biết chị sợ cảnh người vợ luôn phải lo hết việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát đến chăm sóc con cái mà không nhận được sự chia sẻ. Điều này khiến những mâu thuẫn nhỏ dần xuất hiện và tích tụ khiến hôn nhân rạn nứt. Với chị, cuộc sống thực sự vui vẻ là khi không phải lo lắng những chuyện như chồng đi ngoại tình, con vướng vào tệ nạn xã hội hay phải định hướng nghề nghiệp cho chúng. Trên trang cá nhân, Kim Anh chỉ chia sẻ hình ảnh bản thân cùng những quan niệm về tình yêu và cuộc sống khiến nhiều người phải gật gù. Nhiều phát ngôn của chị khiến cư dân mạng tâm đắc như: nếu bạn độc thân mà không hạnh phúc được thì có bồ chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Tình yêu không cần khách quan, nó là mệnh lệnh của trái tim, nên người ngoài đừng phán xét ai khôn ai ngu, vì tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, bất kể người thứ ba là anh chị em ruột hay bạn bè tham gia vào thì cũng đều rách việc. Những câu thả thính nhẹ nhàng của nữ nghệ sĩ cũng khiến nhiều người thích thú. Miệng chàng hóa rượu ta đến uống, ta tỉnh ghế bàn ngả nghiêng say. Bởi vì gặp được người, tôi mới biết rằng thì ra tôi cũng có thể có những hồi ức đẹp đẽ. Vì vậy, bất kể người đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ dùng cả trái tim để khoan dung cho sự oán hận của người, để khắc ghi những điều tốt đẹp của người vào sâu thẳm trong lòng tôi. Nghệ sĩ ưu tú Kim Anh được nhận xét là luôn mang đến cho những người xung quanh nguồn năng lượng tích cực. Nữ nghệ sĩ luôn toát ra vẻ rạng rỡ, lạc quan mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Chị quan niệm, phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và độc lập, ắt có người yêu mến và trân trọng.